tới cái nào vậy? À nào bọn kia. Tới đi. Vâng. Tới đi chỗ khai quân. Ở đây hơi sâu xa đâu mày? Tôi nhá. Vâng. Đi chỗ thôn ca kia không nhỉ? Ờ, thôn ca. Bạn chạy đam mê. Thôn ca thì nó đi từ một lòng nó tận con. Thôn ca thì thôn ca xa đấy. Này kia đi tại nhân à nhà thôn đó à đôi chị tam nhân đó phải chị ai ao chị trai tình tôi đó mà ngày ao mà ngày ai mà nhân à chúng ta mặc hai ao chị khai nhưng cái tham thì chấn mặc hai vừa tới mặc hai lôi kheo rồi bong lôi và linh mặc hai vậy nhỉ hai tập viên lấy chấn nó mặc ba mình cái đã bong hai mình còn ai bong ai à ao cho ban mới mà mới này chạy kia ba ngồi thôi còn đâu chưa mà ao vậy nhá, nè, bữa ao tao ít nhé, mấy nít hòm hào mà chập mùi, đang đâu bây giờ đang quay chạy kẹt đó, bờ, anh em mình tiêm tia trong ba nó lặng như chim con đó, gần như dương thử thử cho nó mấy tia ngày cười. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tới với nua mình ngay chăm sài tiền này mình nó sớm rồi vâng vâng thì ok tại cái lại như sẵn đây mình mó không à bà tại cái lại ấy cái tập xa kia đấy tăng con tăng con con chi lan lại ta mau mấy bà bà từ bên hai kia nó tới xuống vì mặc ấy mẹ mà mẹ chứ ơi vì direct lâu tao mong mình mong cái gì mẹ thích chui à làm xây những phải chặt nữ là cái đó chặt tam bền chụp là làm một chiếc lại ta bà pi ơi pi trường lại school học bài hay tao mong tích cái lại cho nôm nào lết làm từng tới tiền bà lại ra sang bốn nhắc này đang nhà bảo nhưng mà sao lại cần pin chi chụp mà đây pin đó vì ba mươi năm con bà tháo cái gì mà là mớ vậy chứ vì mình đi đây bây giờ học lại kìa tụi mình mớ pi hơi hả trong một đo lại nói trong ai và anh mong ta bự phải ập dỗ cột là hết bia sau đó nó ra miền nẹt thổ sau đó